và chuẩn bị có những đối thủ cao cấp và các sự kiện chiến tướng trong bậc thầy và cờ tướng các quốc tế đã có mặt, gần như là bắt đầu sôi nổi rồi. Cuộc giao lưu trận tuyến của những kiện tướng của chúng ta bắt đầu rồi, xe chạy đi. Tăng cường rất là thân thiện, gồm có các sư phụ cờ đến từ miền sông nước và Lý Hậu Nam đến từ tỉnh Thái Bình, nắng ấm quê hương, và được Lý Hậu Nam chia sẻ cho những nước cờ cho 6 tỉnh, và 6 tỉnh sẽ cố gắng để phấn đấu làm cho kiện tướng Lý Hậu Nam xếp cờ. Và Lý Hậu Nam chỉ chọn 6 tỉ để chỉ bảo những cái nước nó tinh túy hơn. À, cảm ơn Lý Hậu Nam đã có mặt. Bây giờ Lý Hậu Nam chuẩn bị xếp cờ. Đây, cờ 6 tỉ là cờ đỏ và cờ Lý Hậu Nam là cờ xanh, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Chiếu, đánh bỏ luôn. Đánh bỏ à? À.